Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Biker. Thì trước khi vào cái clip này trước thì mình sẽ có một cái clip là một cái nhỏ nhỏ để cảm ơn những người chủ xe đã để cho Minh những con xe đẹp. Thì Minh mới truyền đam mê những con xe đẹp này đến những anh em chơi sau để tiết kiệm chi phí hơn. Thì đây sẽ là một cái phần clip mà người chủ xe đã qua giao dịch với mình, và những xe của mình mua đều có nguồn gốc rõ ràng. Và những người chủ xe bên Minh họ rất là nhiệt tình và họ rất là nhiệt huyết, và xe của họ rất là chăm và họ rất là thật thà, nên anh em cứ yên tâm đi. Mình mua từ những anh em đó thì cái phần chăm xe nó ok nhiều hơn nha anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, hello anh em, đây là chủ xe, có bao lời muốn nói thì nói cho anh em một con xe tốt dành cho anh em đi. Nói chung là con xe này thì cũng gọi là gần như là mới nguyên luôn đấy, bởi vì là chạy thì cũng ít, đa phần chỉ dùng là để chạy loanh quanh trong phố thôi. Thì mới chạy có một chuyến đi ở xuống dưới Vũng Tàu là chủ yếu. Thì nói chung là tại vì là cuộc sống mà, hiểu không? Sắp tới là mình có đi sang du học bên Úc, thì mình có muốn chuyển lại xe này cho bên anh Minh. Mình là bởi vì mình cũng xem clip anh Minh nhiều nên mình cũng tin tưởng bên anh Minh. Thì mình muốn giao lại xe cho anh ấy. Thì nói chung là anh ấy thì giờ nhìn xe mình còn đẹp hơn cả lúc trước khi mình đưa cho anh ấy cơ. Nói chung là được, anh Minh này là uy tín 100%, phải không? Rồi đấy. Thì cái xe của anh em nó quay cho anh em thì lúc giao cho mình là 3.000 cây nha anh em. Đó, thì xe thì ok hết, thằng em đi xe cũng rất là giữ kỹ. Nói chung là xe ok đó anh em. Nhưng mà anh đem về thì anh làm những gì thì đương nhiên xe cũ là nó sẽ có những cái vết xước nhẹ thì anh xử lý cho nó hết. Chuẩn thấy hài lòng không? Giờ thấy quá cái xe mình nó như thế nào? Giờ nhìn muốn lấy lại Rồi giờ thì anh em nào thì muốn sở hữu xe này thì cứ inbox mình. Và cũng cảm ơn những anh em từ xa, xe này là xe gốc Hà Nội là em từ xa mà có nhiệt huyết để xe lại cho mình, đem vô đây tận Sài Gòn luôn, còn ship cái bô dinh vô đây nữa. Đúng rồi. Rồi cảm ơn em ha, hy vọng là em đi du học đem nhiều thành công về với lại gia đình nha. Ok rồi, ok rồi. Chúc em nhiều sức khỏe ha. Quá tuyệt rồi, luôn. Ok. Nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta đó là cái em Yamaha R3. Tại vì sao mình quay cái em này? Tại vì bữa nay rảnh thời gian, với lại xe này nó đẹp. Nó đẹp thì quay cho anh em coi. Thì cái con này hiện tại là rất là hiếm anh em. Hiếm là bởi vì sao? Vì cái số lượng xe đẹp rất là hiếm và mình tìm rất là khó. Phần lớn là nhờ người em đó đi nước ngoài nên mới để lại cho mình, và chỉ để cho mình thôi, chứ người em sẵn sàng bán cho nhiều cửa hàng khác vẫn bình thường. Nhưng người em đó thích mình, người em đó bán cho mình một con xe đẹp, phải gọi là xe đẹp ha anh em ha. Thì anh em nhìn vô anh em sẽ biết đẹp rồi. Thì điểm sơ về con này á, thì cái con này thì mình có bán, anh em mua sẽ 8 x lớn nha. Thì odor như chủ xe nãy là chỉ có 3.000 cây thôi. Xe này mua về hầu như là rất là ít đi, em trai đã chia sẻ rất là ít đi, và đồ chơi đầy đủ đây. Carbon nè, anh em quay có thể thấy đây carbon ha. Carbon nè, ốp đầu nè, kính chắn gió nè, tay côn tay thắng nè. Rồi rất là mới, nói chung là 3.000 thì nó mới, mọi chi tiết là anh em không cần phải suy nghĩ. Có chống đổ sẵn nè, có cây bô độ sẵn để cho anh em nghe bô độ luôn ha anh em ha. Cho nó xuông cái clip. Xe này do là hồi nãy là mình đã chạy rồi, mình nói tới nha anh em, nên nhớ nó bơm sẵn rồi. Đó, thì đó là cái bô độ. Rồi, xe này á, là rô một cặp vỏ Michelin rất là xịn sò. Mê chị Linh đó, vỏ ma chê Linh đó, mê chị Linh gì đó. Đó, rất là xịn thì anh em biết rồi, cả những cặp vỏ thì anh em có thể hình dung ra. Rồi, thì cái này là ốp bình xăng R1 nha anh em nha. Và xe này là còn cái bô zin nha anh em. Còn cái bô zin chủ xe đang gửi vào cho mình, và xe đó lên rất là, nhìn rất là cứng xe. Đây, cái miếng này cũng carbon luôn, nó cứng xe, và mình sẽ so sánh cho anh em. Con kia mình cũng có bán luôn, con này biển Sài Gòn, con này biển Hà Nội, mà mọi xe đều là chính chủ thì rút hồ sơ làm gì đều được nha anh em. Con này CBR 250 mình quay quá nhiều rồi, ba chế độ lái.
mình đem nó ra chỉ để thứ nhất là làm mình làm màu, thứ hai là để so sánh cho nó đẹp anh em, rồi với lại cho anh em thấy cái ngoại hình giữa hai con, anh em dễ cân đối anh em mua. Thì con này giá của nó hiện tại mình bán cũ tới 108 triệu lận nha anh em nha, còn con này mình bán là 80 mấy triệu thôi đó. Xe đẹp nha anh em chứ không phải là xe xấu nha. Rồi bây giờ mình sẽ mời nam tài tử 1m6 vô. Ơi siêu nhân 1m6 vô em ơi, vô đây, đội nón đỏ lên. Đúng rồi, nhìn ra giống trẻ trâu. Đây 1m6 nha anh em đó, thì mình 1m7 với lại 1m6 anh em sẽ có thể kiểm chứng. 1m6 và khá ốm khá gầy giống như xì ke. Rồi vô đi xì ke. Anh em nào mà muốn rửa xe thì cứ liên hệ nha, rửa xe rất là kỹ. Còn anh em nào muốn tư vấn thì liên hệ cameraman. Rồi 1m6 ngồi con này thì cảm giác cái người gầy gò thì nó ngồi con xe nó làm xấu chiếc xe anh em. Lát nữa em sẽ trả tiền các xe cho anh là 100 vàng. Ok, nhiều. Thì ngồi lên á thì nó hơi gầy thì sẽ xấu chiếc xe. À quên lộn, giỡn lần hai. Ngồi lên thì chiếc xe nó cũng không có đẹp lắm anh em, chứ không phải xấu. Đó thì đó anh em có thể nói 1m6 ngồi thôi, hết chân. Thì rất là ok nha anh em, ngồi rất là thoải mái. Con này đó nó Sport City, nó không có giống như con CBR250. CBR250 nó ghi động thấp xuống, nó hầu như là gần như là thùng sport rồi. Gần như là thùng sport. Nó thấp đi nó mỏi hơn, con này đi thoải mái hơn. Đâu giơ hai tay ra coi. Đúng rồi. Đó, giơ hai tay ra thì nó thoải mái. Ngồi cảm giác sao xì ke? Hả? Bớt mỏi. Nó bớt mỏi hơn, chạy nó thoải mái hơn. Ví dụ mình chở người yêu lên thì nó cũng thoải mái nữa. 80kg vô, 100kg vô coi. Mình sẽ cho bộ đôi số 10 vào ngồi thử xe nha. Rồi ngồi phía sau. Coi chừng nha, hư yên á, xe anh bán em rồi. Thì ngồi nó thoải mái đúng không? Nó thoải mái hơn là cái con CBR250 hoặc là những dòng Sport khác. Tại nó Sport City. Đúng rồi, thì nó tới tạ luôn mà em, nó ngồi lên. Rồi em ngồi thử đây, giờ hướng dẫn cho anh em mà khi có người yêu mà người yêu ngồi trên xe sau sẽ như thế nào. Là thứ nhất là một là mình chạm tay trên bình xăng. Đó, đó, chạm tay bình xăng ngồi. Giờ ưỡn vô. Ưỡn vô ví dụ mà mặc áo giáp ở đây dày dày xíu thôi, lũng hải lỗ nếu như có người yêu. Rồi thì còn cái thứ hai là vịn vai. Ôm eo. Đó, vịn vai hoặc là ôm eo không được, ôm eo khó lắm. Hoặc là bắt đầu vịn cái đầu. Vịn đầu thử được không? Vịn đầu đi mắt, nói chung là rất là khó. Nói chung là đi sport là phải chồm chồm xuống xíu anh em. Vịn đây là tốt nhất. Vịn đây là tốt nhất. Đó. Rồi. Hết giá trị lợi dụng rồi, đi xuống đi. Chống chân chống đàng hoàng nha. Rồi ok. Thì đó là những gì là mình muốn giới thiệu với anh em. Đó, một mục đích là thì con này á thì nó nổi tiếng thì tiêu hao nhiên liệu nó khoảng 20 cây một lít. 20 cây một lít. Khi anh lên mô độ thì sẽ nó hao hơn một chút xíu nha anh em nha. Đó. Dạ cô lấy cô. Dạ không sao cô, để con lấy cho. Dạ. Con quay xíu con đi à. Dạ dạ cảm ơn cô. Dạ dạ. Đây đây quay mặt đồng hồ. Con này mình rất thích mặt đồng hồ tại vì nó có một điện tử và có cơ nữa, nhìn nó giống như là sáo á. Nhìn nó kiểu như robot á, nhìn nó hay á anh em. Thì con này nó rất là đẹp rồi, từ cái nắp bình xăng nè anh em. Nắp bình xăng là biết 3-4 năm nay rồi mà nắp bình xăng nó nhìn nó rất đẹp, thì nhìn mình đẹp là mình thích rồi. Xe đẹp là mình thích rồi. Con này thì không có còn gì để nói nữa rồi. Tem zin rồi còn đầy đủ. Nói chung là ok. Rồi anh em nào có mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình. 0916640653 hoặc tới tận nhà để coi xe. Và con này không có gì để coi anh em, nó anh em nào mua xe này thì mình tặng hai bình nhớt luôn, mình thay vô luôn cho nó mới, cho anh em đi cho sướng luôn. Còn con này mình thay rồi đó, thì với giá tiền này anh em chơi một con xe này mình thật sự là quá đẹp luôn á, cực đẹp. Thì con này xăng nhớt thì nó cũng không hao nhiêu đâu em anh em, 2 lít đổ lại thôi, 2 lít đổ lại thay lần 2 bình nhớt thôi anh em à. Chơi cũng tiện lắm. Phụ tùng thì anh em khỏi lo, nếu như anh em mua xe bên mình thì bên mình có phụ tùng thay cho nó luôn. Ví dụ bạc đèn chán cổ hoặc là nhông sinh đĩa hoặc là bố thắng này nọ, mấy cái vặt là bên mình có hết anh em. Nhớt đồ nhau là có đầy đủ luôn, nên anh em chơi là chỉ việc chơi thôi, không có việc suy nghĩ cái về cái vấn đề gì hết. Đó, nó rất là dễ. Rồi vậy ha.
bây giờ có còn quay gì nữa đâu, tại vì bây giờ xe nó đẹp quá rồi. Mấy cái này thì mình review nhiều và chức năng chế độ lái CVR250 thì clip mình nó quá nhiều, nếu như mình nói nữa thì nó sẽ bị lặp lại anh em. Nó anh em mà theo dõi kênh mình thì anh em cũng biết hết rồi. Rồi thì đó là hai con xe mình đem đến cho anh em, và hy vọng anh em ủng hộ cho mình thêm cho mình vài like và subscribe để mình phát triển kênh hơn, chứ dạo này thấy kênh đi xuống quá. Anh em phát triển kênh thêm á, tôi mới mời được mấy biker nữ vô để quay clip cho anh em, rồi ba dòng đầy đủ rồi anh em, ba dòng đầy đủ rồi. Ok anh em, clip mình kết thúc ở đây nha anh em ha. Cảm ơn anh em đã xem clip đó. Thì mục đích của anh em là muốn mua xe và muốn coi xe, những anh em subscribe của mình là muốn mua xe và muốn coi xe thì mình quay clip chỉ để con xe như vậy thôi. Thì anh em nhìn vô là biết xe đẹp rồi, không có nói cái gì nữa. Xe đẹp thì nhìn vô cái là thấy nó đẹp liền á anh em, công nhận là vậy. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip Minh Biker. Ê vô chào khán giả mày, tụi em vô chào khán giả ơi. Rồi số 10 Hồng Hảo đó, điểm 10 chất lượng, vỗ tay. Dạ. Ủa gì đâu gì hai người mẫu sao vậy em, ngồi chiêu cười là hoài vậy? Được rồi, ngồi xíu thôi chứ. Cái này là cố tình. Cái này cố tình là.